Tối nay chết giả. Càng đét đẹp. Tối nay có mỗi nhiệm vụ là đi phân kiếm. Thằng bạn không quan được thì vợ đuổi vào nhà. Cái này cá gì bác? Côi. Cái là côi. Côi. Con này là này bác. Ôi giời. Đây là chiến tích của buổi hôm qua đi câu cá ở Cát Bà đúng không? Được cái. Ốm nhỉ con này, ai cần? Đây chắp. Chắp của người hôm nay là anh em tôi sẽ làm món gọi là gỏi cá chắp sashimi. Ủa? Thế còn con gáy thế nào? Không biết được. Không, làm một con đó. Con đấy được ạ. Con gáy nó làm một nhiều. Đó là sau khi chế biến bọc nảy làm cá xong thì anh em tôi đứng mọi ủ bằng lá giềng, quấn bằng lá giềng, bên ngoài là bọc bằng tế bạc, không có thêm một chút gia vị gì, vì cá biển vốn là nó đã thơm và ngon và ngọt rồi, nên là để giữ nguyên một cái vị đó của nó thì nó mới ngon. Thế còn nước chấm thì ta sẽ làm nước chấm đủ các loại xong. Đấy, thì còn đâu là khi mà tẩm ướp không cần. Cá tanh, cá nước ngọt thì cần phải tẩm ướp, còn cá biển thì không cần tẩm ướp. Cái nướng này rồi, bọc này để nào chín rồi. Đấy, chế biến xong rồi anh em tôi cũng cho ra để xem là cái sản phẩm như nào. Đấy, bác cầm bên này bác. Từng tháng năm trôi qua, chẳng thấy nào hiểu rằng ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn khó. Nhân gian rộng lớn, nước cờ anh từng bước đi, đoạn điều tám tư vững tin anh thành công. Khi đông qua đi, nhất định anh quay về, về đây nơi xin chào. Sơn La xuống đây chứ, còn lên Sơn La. Nó đang ốm, đang ốm. Cả các tiết tỏi. Không đủ chăn chăn. Ui, chanh thôi. Các điểm này còn có món ngon thì sẽ phải lấy miếng lá. Con nhúng rồi, ở đây nhúng chanh. Tía tô. Ở đây nhúng nhớ. Đúng rồi. Wow. Tía tô này là tía tô ở ngoài vườn. Nên là rất là thơm. Nó lá nó nhỏ nhưng mà nó lại rất là đậm vị đúng không? Tiếp theo là cái này là. Hôm nay anh ăn cây gừng này con ạ. Giềng. Nhật. Có phải nhật, nhưng mà thực ra nó là giềng mình nhưng ngâm theo kiểu Nhật. Ok, sau đó là. Ăn như là cá hồi chứ. Có nhúng với lại ấy không? Chanh không? Không nhúng chứ thôi. Không, chơi thẳng mù tạp đúng không? Mù tạp. Dầu mù tạp. Ok. Thôi mời bác sĩ thưởng thức xem, cảm nhận xem cái này. Cá nướng không ạ? Đúng không? Đúng không? Ngày nó nhím nữa. Tối nay chết giả. Cá đặc mà dai dã man. Càng đét đẹp. Tối nay có mỗi nhiệm vụ là đi phân kiếm. Không phân được thì vợ đuổi vào nhà. Thằng bạn em ở địa chất tao 10 năm chỉ có đi phân kiếm. Nào, tôi làm cái nhỉ. Ngon đấy, ngon như này thôi. Rượu này không cần từng để lại cũng ngon.